Ồ, Tiêu Huân Nhi hiện tại khó mà có thể lường được. Nữ nhân 18 càng ngày càng xinh đẹp, 2 năm nay biết bao nhiêu người càng say mê nàng. Ta nghĩ cho dù là người khi gặp được nàng cũng sẽ là rất kinh ngạc. Tiêu Ninh lúc này cười hăng hắc nói. Tiểu cô nương đó thì có thể biến đổi thành cái dạng gì được? Tiêu Viêm lắc lắc đầu khẽ cười nói, lời nói có vẻ già dặn, giống như hắn đã quên rằng hắn bây giờ là mới có 18 tuổi mà thôi. Lời này của ngươi nếu như nói ở trong học viện, đảm bảo mi sẽ bị đánh hội đồng đó. Rồi chợt như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của Tiêu Ninh bỗng nhiên biến đổi, nắm chặt tay của Tiêu Viêm hướng về đại môn của học viện chạy tới. Chết tiệt, tao quên mất, hôm nay là ngày nội viện tuyển bạt tới. Nhược Lâm đạo sư lại nhịn không được Huân Nhi làm nũng, đã mạo hiểm đem tên của ngươi báo danh tham dự. Nếu như ngươi lại một lần nữa vắng mặt như năm ngoái, thì Nhược Lâm đạo sư 3 năm tới đừng nghĩ đến có cơ hội là tấn xa đến huyền giai đạo sư. Ấy, báo danh thay ta. Tiêu Viêm lúc này kinh ngạc. Đúng vậy, có điều cho dù là người đã đến đây, nhưng chỉ sợ cũng không có tác dụng nhiều lắm. Nội viện tuyển bạt đại tái này cũng là không phải là tuyển bạt bình thường. Những người có tư cách tham gia không ai là không phải học viện yếu tố. Không có đường thực lực đã là ngoài nhất tinh đấu sư, chỉ sợ vừa mới lên đài đã bị đánh bại. Tiêu Ninh cước bộ là hơi chậm lại một chút, thở dài nói. Tiêu Viêm ngẩn ra, há miệng thở dốc. Lời còn chưa kịp nói, Tiêu Ninh đã lại nói tiếp. Quên đi quên đi, có thể không vắng mặt cũng là tốt rồi, cho dù có bị đánh bại, nhưng Lâm đạo sư cũng chỉ là lúc này tấn gia thất bại mà thôi, năm sau vẫn còn có cơ hội. Tiêu Ninh vừa nói vừa lôi kéo Tiêu Viêm hướng về phía học viện chạy nhanh tới, là sự kiện hàng năm lớn nhất của xã Nam học viện, cái gọi là tuyển bạt tái kia, hiển nhiên là được mọi người cực kỳ chú ý. Hơn nữa ở trong các lần tuyển bạt đại tái, các nhân vật phong vân ở trong học viện đều sẽ lộ diện, những người này hầu hết là những thần tượng ở trong lòng của các nam tử học viên, dẫn đến tuyển bạt đại tái có một lực lượng hấp dẫn cực lớn. Bởi như vậy, tuy rằng học viện đã sớm chuẩn bị một cái quảng trường lớn nhất trong học viện để sử dụng, nhưng trên khán đài này vẫn đầy ắp khán giả. Vô số học viên của xã Nam học viện đang ngồi bên trên ghế của khách đài. Từ trên đài liếc mắt một cái có thể thấy toàn bộ đều là đầu người đông nghìn nghịt, cùng với tiếng ồn ào vang lên tận trời. Quảng trường khổng lồ này có dạng hình tròn, ở xung quanh quảng trường là những dãy khán đài dày đặc, ở giữa quảng trường nổi lên trên một giác đấu tràng, biểu khán giả ở bên trên đài xung quanh là giác đấu trường. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng toàn bộ quảng trường. Vào lúc này, bên trên giác đấu đài, hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, vị trí lần lượt thay đổi, song trưởng tiếp xúc phát ra dao động đấu khí hùng mãnh, làm cho khán đài xung quanh thường xuyên bộc phát ra những âm thanh sợ hãi. Có điều hơn nữa, ánh mắt trên khán đài rõ ràng đều tập trung trên thân ảnh xinh đẹp mặc thanh y, thân thể mềm mại liên tục chớp động, nhẹ nhàng phiêu giật. Hai đạo thân ảnh lại một lần nữa giao thủ rồi tách ra, âm thanh thân ảnh kia xinh đẹp nhưng nhanh hơn một chút, song trường kim quang chợt đại thính, bắn ra một đạo ánh sáng, chuẩn xác bắn vào ngực của thanh niên đối thủ, kinh khí mạnh mẽ trực tiếp đem người đó chấn văng ra khỏi vòng chiến. Học trưởng đa tạ, thiếu nữ sau khi nhất kích lôi địch mỉm cười, hướng về phía nam tử bộ dáng có chút anh tuấn kia khom người một cái theo đúng tiêu chuẩn lễ tiết. Huân Nhi học muội không hổ là đệ tử có tiềm lực nhất ở trong tuyển bạt đại tái lần này, ta thua. Tuy rằng bị đánh bại nhưng tên nam tử anh tuấn kia vẫn cười cười, ánh mắt nhìn thật sâu thanh y thiếu nữ xinh đẹp giống như là thanh liên làm cho lòng người mê đắm kia, rồi tiêu sái bước đi. Trận này Huân Nhi chiến thắng. Nghe được tiếng quát của trọng tài vang lên, thanh y thiếu nữ lúc này mới xoay người rời khỏi quyết đấu tràng. Huân Nhi thật là giỏi. Sau khi thanh y thiếu nữ xuống đài, ở một nơi trên khán đài, một nữ tử bỗng hướng về phía nàng phất phất tay cười nói. Nhược Lâm đạo sư không hề chú ý đến những ánh mắt nóng bỏng đang phóng tới từ xung quanh. Huân Nhi tiến vào khán đài được an trí một cách đặc thù, cười dài hô lên trên một tiếng, nhìn về phía một đám nữ tử ở bên cạnh khán đài, mỉm cười nói. Tiểu Ngọc biểu tí, tiểu ni tử thực sự là càng ngày càng lợi hại, đến ngay cả Mạc Văn cũng bị người đánh bại, xem ra lần này người nhất định có thể tiến vào nội viện. Một nữ tử xinh đẹp mặc đồ đồng phục tím nhạt, cười cười đi tới. Khi nàng bước đi, rất nhiều ánh mắt nguyên bản đang tập trung trên người của Hân Nhi. Phải cấp tốc chuyển hướng sang cặp chân dài thon thả mượt mà bị bó sát trong ống quần của nàng. Đó quả thực là một đôi chân dài mê người đầy dụ hoặc. Hy vọng là như vậy, Huân Nhi lúc này khẽ cười, sau khi cùng với Tiêu Ngọc và chúng nữ ở phía sau chào hỏi, liền kéo tay của Tiêu Ngọc đến bên cạnh Nhược Lâm đạo sư ngồi xuống thấp giọng nói cười. Tiêu Ngọc biểu tí, tại sao Tiêu Viêm ca ca còn chưa tới? Huân Nhi liếc mắt nhìn về phía của Tiêu Ngọc hỏi. Tuy rằng nhìn nàng giống như không có lo lắng gì, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ là mang theo một út lo lắng. Ừ, nghe vậy Tiêu Ngọc cũng chỉ là biết thở xem một tiếng. Ngọc thủ nắm chặt thấp giọng mắng một tiếng, cũng không biết cái tên kia đến tuột cùng là đang làm cái gì. Lúc trước hắn là chỉ xin nghỉ 1 năm, vậy mà hiện giờ đã hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa chịu tới.
hắn hẳn là không lâu nữa sẽ tới. Huân Nhi lúc này khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ta cũng hy vọng rằng như vậy, có điều hôm nay đã là ngày tuyển bạt đại tài bắt đầu, hắn nếu như thật sự vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì là đạo sư sẽ... Tiểu Ngọc cười khổ một tiếng, trong lúc hai người đang cúi đầu thì thào, ở bên trong quảng trường, đã trải qua 3 trận đấu mà khi trận đấu thứ tư bắt đầu. Một gã nam tử nhanh chóng lên trên đài, trường thương trong tay mạnh mẽ trúng xuống đất, ánh mắt nóng bỏng ẩn chứa tính chất xâm chiếm không chút nào che giấu quét tới chỗ của Hân Nhi. Huyền giai tam bàn tiểu bằng đối với hoàng giai nhị bàn tiểu viêm. Nghe âm thanh trọng tài hô lên nhất thời, quảng trường đang huyền áo đột nhiên im lặng. Vô số ánh mắt đều hướng về phía phương vị của hoàng giai bàn 2. Trong 2 năm này, cái tên tiểu viêm này sớm đã bị đệ tử, thậm chí là cả đạo sư của Xà Nam học viện ghi nhớ rất kỹ. Dù sao từ khi Xà Nam học viện được sáng lập tới nay, lần đầu tiên mới gặp các loại đệ tử trực tiếp xin nghỉ học 2 năm như hắn. Đương nhiên thì còn một nguyên nhân khác, chính là trong lần lội viện tuyển bạt đại tái năm ngoái, tên kia chính là người duy nhất vắng mặt, cho nên hiện tại lại nghe được cái tên này. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng về phía Huân Nhi các nàng, bởi vì Huân Nhi ở trong học viện biểu hiện xuất sắc, làm cho nàng có một số lượng người theo đuổi cực kỳ là đông đảo. Nhưng mà 2 năm nay lại không có bất luận kẻ nào có thể khiến nàng rung động. Duy nhất chỉ có một cái tên Tiêu Viêm ca ca là được nàng nhắc đến nhiều nhất, mà cái cách xưng hô vô cùng thân thiết này của nàng tự nhiên là khiến cho cái tên Tiêu Viêm chưa bao giờ lộ mặt này trở thành công địch của tất cả mọi người. Đối mặt với vô số đạo ánh sáng đang bắn tới kia, chiếc trán trơn bóng của Nhược Lâm đạo sư nhịn không được xuất ra một chút mồ hôi lạnh. Hai bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt quét nhìn xung quanh, chờ đợi thân ảnh mà 2 năm trước nàng cực kỳ coi trọng có thể giống như cứu thế chủ động đột nhiên xuất hiện. Quảng trường an tĩnh lại, cũng làm cho Huân Nhí và Tiêu Ngọc khẩn trương hẳn lên, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một chút lo âu. Tiêu Viêm sao lại một chút cam đảm mà cũng không có, không dám thò đầu ra, khiến cho một hài tử kia phải thừa nhận những lời chỉ trích không cần thiết như vậy, tên này thực sự không được. Ở một vị trí trên khán đài, một bạch y thanh niên lắc lắc đầu nhàn nhạt nói, hắn không xứng với Huân Nhi. Bạch y thanh niên này chính là người mà ngày đó Huân Nhi đã gặp ở dưới chân núi, hình như tên là Bạch Sơn, là nhân vật tuổi trẻ phong vân bậc nhất của Xà Nam học viện, thực lực cũng không hề thua kém Huân Nhi. Đây chính là nam nhân làm cho Huân Nhi thường xuyên nhắc tới ư, hắn là họ nhà rùa, đi theo cái loại nam nhân này còn không bằng đi theo ta đấy, cáo loại xú nam nhân này chỉ có cái gì tốt chứ, toàn bộ là các loại bọn đực sữa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Ở một chỗ khác trên khán đài, một hầu y thiếu nữ, hai tay khoanh trước ngực dựa lưng vào trong một ống sắt. Những đường cong xinh đẹp của nàng do dựa lưng vào ống sắt thẳng tắp mà biểu lộ ra cực kỳ mê người. Lúc này thì nàng đang nhìn vào quyết đấu trang ở trên quảng trường, không khỏi bĩu môi khinh thường cười lạnh nói, tiểu nữ ngồi xuống cho ta trước mặt mọi người, làm càn như vậy còn ra thể thống gì nữa. Ở bên cạnh hồng y thiếu nữ, một lão giả râu tóc bạc trắng thấy tư thế đặc biệt và những lời nói của nàng, không khỏi tức giận nói, hồng y thiếu nữ này rõ ràng là ở Già Nam học viện có địa vị không thấp, không chút khách khí với các lão nhân bên cạnh hử lạnh nói, uổng cho người là phó viện trưởng ngoại viện, nếu đổi lại là ta đã sớm đem cái tên Tiêu Viêm kia đá ra khỏi học viện rồi, nghỉ học 2 năm hừ, thực sự là quá cao ngạo. Không có biện pháp, tại vì Huân Nhi có tình bao che cho tiểu tử kia. Não nhân bất đắc dĩ lắc đầu chợt trầm ngâm nói, có điều nếu như lúc này hắn vẫn tiếp tục vắng mặt, vậy thì cũng không có biện pháp nào khác, quy củ của Già Nam học viện không thể nào bị phá hủy được. Chả lẽ ngươi còn có thể nghĩ rằng trong vài phút đồng hồ cuối cùng này, cái tên Tiêu Viêm kia còn có thể xuất hiện hay sao? Hồng y thiếu nữ liếc mắt nhìn lão nhân nói, ta thực sự hy vọng là như vậy. Chậm rãi nhắm mắt chờ đợi trò khôi hài này chấm dứt, không khí yên lặng kéo dài hơn 20 phút trên quảng trường, sau đó một ít tiếng nói khẽ khẽ suốt cuộc cũng vang lên. Ây, cái tên hỗn đản này đúng là cái loại không biết giữ chữ tín. Nhìn khuôn mặt thất vọng của Nhược Lâm đạo sư ở bên cạnh, Tiêu Ngọc thở dài một hơi thấp giọng mắng. Huân Nhi cụp đầu xuống, kéo kéo tay áo của Nhược Lâm đạo sư nhẹ giọng nói, thực xin lỗi đạo sư. Ha ha, không cần tự trách mình, việc này đâu có liên quan đến ngươi. Nhược Lâm đạo sư vỗ vỗ bàn tay của Huân Nhi, làm ra vẻ mạnh mẽ an ủi. Không sao đâu, cùng lắm thì ta đợi thêm 3 năm nữa là được. Đi thôi, Nhược Lâm đạo sư đứng lên nhìn Tiêu Ngọc và Huân Nhi nói, có thể thấy mắt của nàng đã hơi ửng đỏ, xem ra thực sự không có bình tĩnh như là những lời nói của nàng. Một đám nam nữ trong bàn cũng thất vọng thở dài đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quảng trường. Nhưng mà khi Huân Nhi vừa mới đứng lên, thân hình mềm mại chợt cứng đờ, trên mặt đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm nói, hắn đến rồi. Sao, cái gì? Đám người Tiêu Ngọc ở bên cạnh ngẩn ra không nghe được rõ ràng nên hỏi lại.
Hưu một tiếng, ngay lúc Tiêu Ngọc đang hỏi Huân Nhi, trên bầu trời của quảng trường bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai, khiến cho ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Theo âm thanh xé gió vang lên, một đạo bóng đen bỗng từ trên bầu trời bắn xuống, nện thật mạnh xuống quyết đấu tràng, khiến cho sân đấu cứng rắn, trực tiếp bị chấn thành bột phấn. Chỉ nghe phịch một tiếng, rồi sau đó bụi mù bay lên trên che kín cả khu vực. Là ai? Nhìn thấy bóng đen kia bắn xuống trên đài, tên thanh niên cầm thương tên là Tiết Bằng kia không khỏi là quát lạnh hỏi. Huân Nhi ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào khu vực bị bụi mù che phủ kia, trên khuôn mặt tươi cười dâng lên trên một chút kích động khó có thể che giấu. Hắn đến rồi. Nghe được lời này của Huân Nhi, Nhược Lâm đạo sư cùng với đám người Tiểu Ngọc kia thân thể mềm mại đều run lên, ánh mắt vội vàng hướng về phía giữa sân. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ bên trong đám bụi mù có tiếng bước chân rất nhỏ chợt vang lên. Ở giữa quảng trường đang yên lặng như tờ, tiếng bước chân kia giống như tiếng bước chân phát ra từ trong địa ngục, khiến cho tâm hồn của con người run rẩy. Đúng, đúng. Tiếng bước chân lúc này ban đầu nhẹ nhàng vang lên, rồi dần dần vang dội. Một hắc bào thanh niên lưng đèo hắc thước thật lớn, từ trong khói bụi như ẩn như hiện dần dần bước ra. Một lát sau đó, rốt cục cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hoàng gia nhị bán, Tiêu Viêm. Hắc bào thanh niên đứng bước lên trên, hơi ngẩng đầu, âm thanh nhàn nhạt nhưng lại giống như là sấm sét, âm âm vang lên trên bên tai mọi người ở đang có trước mặt trên quảng trường. Một âm thanh nhàn nhạt thình lình vang lên, trực tiếp làm cho quảng trường vừa mới xuất hiện một ít tiếng thì thầm khe khẽ, đột nhiên một lần nữa yên tĩnh trở lại. Từng đạo ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, hướng về phía hắc bào thanh niên lưng đèo trọng thước thật lớn ở giữa quảng trường, nhất thời toàn bộ quảng trường lạnh ngắt như tờ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi nhìn lên trên quảng trường, thanh niên tóc đen tuy rằng so với 2 năm trước đây đã cao hơn một không ít, nhưng đã gầy đi không ít. Trên mặt của nàng mang theo một nụ cười tính xảo, toát ra một chút sáng vẻ thanh nhã nhất thời khiến cho các nam đệ tử ở xung quanh nhìn thấy trong lòng tràn ngập cảm giác thèm muốn. Cái tên kia đúng là cái đồ hay khoe khoang, lần nào cũng đều phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tiêu Ngọc gắt gao là nhìn chằm chằm vào bóng sáng đã 2 năm không gặp lại, trong lòng nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng ngoài miệng lại vẫn có một chút không buông tha nói. Hi hi, Tiêu Ngọc tỉ tỉ, kia chính là Tiêu Viêm ca ca mà Huân Nhi hay nhắc tới sao, không nghĩ tới vào thời khắc tối hậu lại kịp thời chạy được đến đây đó. Mấy cô gái trẻ ở bên cạnh Tiêu Ngọc, giống như là bạn đồng học của Huân Nhi, tất cả đều mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ở giữa sân, cười hì rồi hỏi. Đúng vậy, đó đúng là tên hỗn tiểu tử đã làm cho Huân Nhi phải nóng ruột nóng gan đó, khiến cho các người thất vọng rồi có phải không? Tiêu Ngọc khẽ liếc mắt về phía Huân Nhi đang hé miệng cười khẽ, không khỏi nói. Ha ha, điều này cần phải xem thực lực của hắn như thế nào đã. Bề ngoài đẹp đẽ mà thực lực tồi tệ thì chỉ có ích lợi gì. Các thiếu nữ lúc này hì hì ha ha nói. Già Nam học viện này cũng đồng dạng là một nơi lấy lực lượng vi tôn, diện mạo của nam nhân như thế nào không phải là điểm mấu chốt nhất. Một nam nhân có thể ở trong trận đấu dễ dàng đánh bại cường địch, sau đó tiêu sái rời đi, phong phạm bực này mới xứng đáng trở thành nam nhân hoàn mỹ nhất ở trong lòng các nàng. Có điều cho dù hắn có kịp thời chạy lại đây,